Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video live stream trực tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn ở video live stream trực tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C sedan mà chúng tôi vừa mới mua về được quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra. Đây là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 9.1 km rồi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Màu đỏ cờ, màu đỏ đun, xin lỗi quý bạn, ở cái phiên bản này là màu đỏ đun quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe nhé. Tôi sẽ tắt cái động cơ này đi cho quý vị bạn xem đã, và tại vì là tôi quay sát vào nó sẽ nghe tiếng động cơ. Tôi sẽ lùi lại một đoạn nữa vì thưa với quý vị các bạn, ở cái chỗ tôi đang quay này thì là gần đây là cái công trường họ đang thi công cho nên nó hơi ồn một chút. Tôi sẽ tắt cái máy đi ra ngoài giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần ngoại thất bên ngoài trước đã nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất bên ngoài này. Đấy, nước sơn còn rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu này thì quý vị và các bạn thấy được luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, đèn gầm đầy đủ cả rồi quý bạn nhé. Đấy, đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đèn gầm đầy đủ cả rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Riêng những chiếc xe đến từ đất nước Hàn Quốc thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Option thì rất là nhiều. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ, start top, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế da, cửa sổ nóc và đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, đèn gầm. Đấy, đèn hệ thống đèn sau cũng là full led luôn quý vị và bạn nhé. Nhìn từ phía sau đây quý vị bạn thấy được luôn là xe cũng đã được trang bị cả đuôi gió này, camera lùi, cảm biến lùi và cái phần bô bên dưới này thì là do chủ xe độ thôi quý vị bạn ạ. Đấy, cái phần bên dưới này là do chủ xe độ thôi ạ. Đấy, còn xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option rồi, không thiếu một cái gì cả. La răng đúc 16 inch đây quý vị bạn ạ. La răng đúc màu chì 16 inch và cái dàn lốp Michelin này là chủ xe đã thay rồi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe Elantra 2016 1.6 số tự động đấy. Đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe, đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa trước bên lái này ra cho quý vị và các bạn được xem về cái phần táp bi cửa này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ của cánh cửa trước bên lái này còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản và cái táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, lên xuống kính này, gương gập điện auto này. Đấy, đầy đủ các option rồi. Và đồng hồ công tơ mét đây quý bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được có 9.1 km thôi. Đấy, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này. Nội thất da này, cửa nóc này, rất là đẹp luôn đấy quý bạn nhé. Option thì rất là nhiều và tất cả là còn rất là mới. Phiên bản này là 6 túi khí. Ốc bản lề cánh cửa phía sau còn nguyên bản này. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Keo chỉ của cánh cửa còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản này. Bậc cửa cũng đã được chủ xe rất là cẩn thận ốp inox này. Nội thất da phía sau này là gần như là không có người ngồi mấy cho nên còn rất là mới. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản Elantra này, đặc biệt là cái phiên bản số sàn thì là rất là nhiều xe là chạy dịch vụ đấy quý vị bạn nhé.
Chiếc xe này là số tự động. Tất nhiên là số tự động cũng có xe chạy dịch vụ, nhưng chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không chạy dịch vụ. Và không chạy dịch vụ thì cái ghế đằng sau này quý vị các bạn ạ, còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, nếu như chạy dịch vụ rồi thì nó không còn được đẹp như này nữa đâu ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option mà Hyundai cũng đã trang bị cho phiên bản Elantra 1.6 số tự động 2016 này rồi ạ. Bắt đầu bước lên cái xe, lên ghế sau này ngồi là hấp dẫn. Đầu tiên là tôi thấy này là đã có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Rất nhiều những xe ở cái phân khúc hạng C ở những các hãng khác không có được cái điều này, thì ở chiếc xe Hyundai Elantra là có cái điều này rồi. Ngồi ở đằng sau này có cả cửa gió điều hòa đấy. Thứ hai nữa là nhìn lên bên trên thì là có cửa nóc rồi các bạn nhé. Đấy, nhìn lên bên trên là có cửa nóc này, và đặc biệt là những cái phần nỉ trần này, những cái phần nhựa tay nay nắm này, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Và đây tôi sẽ bật cái đèn nổ cho start top này lên cho quý bạn xem về cái đồng hồ cũng như là về cái phần option nhé. Đây là cái màn hình đã này. Trước tiên là cái màn hình nguyên bản của hãng. Đấy, màn hình nguyên bản này. Đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe lăn bánh chuẩn 9 vạn 1 km quý vị các bạn nhé. Đấy, chuẩn 9 vạn 1 km. Và nhìn về cái đồng hồ này thì quý vị các bạn cũng thấy được luôn đấy ạ. Hyundai cũng đã trang bị đầy đủ cả cảm biến áp suất lốp cho chiếc xe Elantra này rồi đấy ạ. Đấy, đã có cảm biến áp suất lốp nhé. Nội thất da, nội thất bọc da đương nhiên rồi. Và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. À, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và điều hòa tự động hai vùng độc lập quý vị bạn nha. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và chiếc xe này thì tôi cũng bật mí với quý vị và các bạn là chủ xe đã độ lên hệ thống âm thanh nghe rất là hay. Nhưng mà tôi tiếc là tôi quay cái này bằng điện thoại, cho nên là nếu như có mở âm thanh thì quý vị và các bạn cũng không nghe được rõ được cái độ hay của âm thanh đâu, mà phải mời quý vị và các bạn đến xem, đến nghe trực tiếp về cái bộ âm thanh này. Bộ âm thanh này thì chủ xe cũng đã chia sẻ là chủ xe độ hết cả loa ở các cánh cửa này, và âm ly ở cái phần cốp sau. Lát nữa tôi cho quý vị bạn xem cái âm ly ở cốp sau đấy ạ. Và tổng cái bộ âm thanh này mà chủ xe đã độ vào là lên đến hơn 30 triệu đồng quý vị bạn nhé. Đấy, chủ xe chia sẻ đấy. Và bên trên này thì quý vị bạn thấy được là chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến, camera hành trình quý vị bạn ạ. Đấy, là chủ xe đã lắp thêm toàn bộ từ những cái vô lăng này, cần số tay phanh còn nguyên bản hết đây quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đẹp từ những cái táp bi cửa này cho đến toàn bộ về táp lô. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Còn mới, còn đẹp đấy. Và cái sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi ra ngoài. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị bạn về những cái phần đằng sau cũng như là về cái cánh cửa bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Trước tiên thì tôi lại mở cái cốp này sau lên cho quý bạn xem. Tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn, vừa mới khoe với quý vị và các bạn về cái bộ âm thanh hơn 30 triệu mà chủ xe đã độ vào. Thì là nó ở trong cái phần cánh cửa các quý bạn. Đây là cái phần âm ly này. Đây là cái âm ly mà chủ xe đã treo lắp ở đây đấy. Đấy, cái phần mà chủ xe độ lên cái âm ly này đấy. Thế chủ xe chia sẻ là mất hơn 30 triệu để độ cái bộ loa này, cho nên là nghe rất là hay quý vị bạn nhé. Đấy, và nhìn ở cái phần khoang cốp sau này thì quý vị và các bạn thấy được luôn, chắc chắn là không chạy dịch vụ rồi, cho nên là nó mới còn đẹp như này đấy. Những cái phần thảm, những cái phần nỉ này nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy. Đây, và bên dưới này lốp sơ cua, lốp sơ cua và đồ nghề cũng còn nguyên đây quý vị bạn nhé. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới này. Đấy, và đồ nghề còn nguyên. Đấy, rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Đấy, và đây là cái cốp sau đây này, keo chỉ của cái cốp sau này nhé. Keo chỉ cốp sau này là cũng còn nguyên hết này. À, điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái cốp sau. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ còn nguyên bản này, táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Bậc cửa này, chủ xe cũng đã ốp bậc cửa rồi, lót sàn đầy đủ, trải sàn da đầy đủ cả rồi.
cả nội thất thì rất là mới, không thể chê vào đâu được quý bạn ạ. Với 9.001 km và sau gần 6 năm sử dụng quý bạn ạ. Gần 6 năm sử dụng với 9.001 km thì nó còn rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa trước bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ là còn nguyên này, chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu. Đấy, và táp bi thì rất là mới rồi. Ốc bản là cánh cửa còn nguyên hết. Đấy, nội thất phía đằng bên phụ này, cái ghế da bên phụ này là gần như là còn nguyên, còn rất là mới này, chưa có người ngồi mấy này. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất bên này, này quá là mới luôn đấy ạ. Cửa nóc này. Đấy, trần này rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Không có cái gì để chê ở chiếc xe Hyundai Elantra 2016 này ạ. Gần 6 năm sử dụng với 9.001 km thôi, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Cửa chỉ cần đóng nhẹ tay thôi là đã vào, gần như là cửa hít đấy. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe này, đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Tôi sẽ mở cái nắp capo này ra cho quý vị bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Tôi sẽ mở cái nắp capo này ra. Ở Hyundai Elantra thì nó chia làm hai phiên bản, một phiên bản là 1.6 và phiên bản 2.0. Phiên bản 1.6 thì có số sàn và số tự động. Còn phiên bản này là 1.6 số tự động quý vị bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít đi kèm với hộp số tự động quý vị bạn nhé. Đấy. Và trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị bạn xem về cái ốc capo đã nào. Đấy. Ốc capo còn nguyên bản này. Keo chỉ capo cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản này. Ốc capo này nguyên bản hết luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy. Xin lỗi quý vị và các bạn là tôi không thể quay sát cái điện thoại này vào cái động cơ được, tại vì là điện tôi quay bằng cái điện thoại mà thời tiết mùa hè như này nó rất là nóng. Mở cái nắp capo ra nó nóng, nó hấp lên cái điện thoại này. Nhiều hôm là tôi vừa mới quay cái điện thoại nó ngắt luôn. Đấy, cho nên là tôi sẽ quay hơi xa một chút quý vị bạn nhé. Đấy, để tránh cái nóng nó hấp vào cái điện thoại của tôi. Đấy. Và quý vị các bạn xem đây ạ. Từ cái ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết đây nhá quý vị bạn này. Ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết này. Và đây nhìn cái bộ dây điện này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, đây là cái độ bộ dây điện mà để độ cho cái bộ phận âm thanh đấy ạ, bộ phận loa đấy ạ. Đấy. Nó rất là dây rất là to, cái công suất của cái âm ly rất là lớn, cho nên là dùng cái bộ điện này nó phải dùng trực tiếp từ ắc quy luôn đấy ạ. Đấy, chủ xe đã độ thêm cái bộ loa nghe rất là hay. Và thưa với quý vị và các bạn, cái động cơ nó còn mới còn đẹp như thế này đấy ạ. Mặc dù chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, nhưng nói thật với quý vị và các bạn, gần 6 năm sử dụng mà mới chạy 9.001 km thôi thì là cái động cơ nó rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé. Tại vì ở với những chiếc xe ô tô thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, nếu như chạy tầm từ 20 vạn trở lên, 20-30 vạn trở lên thì mới phải đáng ngại, chứ còn mới dưới 10 vạn thì nó chưa thành vấn đề gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp đấy. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về phần nội thất động cơ của chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 486 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ.
thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video livestream trực tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.